Chào các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là tin tức: bạn gái 9X đổi đời nhờ yêu Lâm Phong. Ngô Thiên Ngữ được bạn trai tặng đồ hiệu đắt tiền, đi đâu đều có người đón rước. Paparazzi mới đây ghi lại một vài tấm hình của Ngô Thiên Ngữ khi cô rời một khỏi trung tâm mua sắm, tay xách một chiếc túi đắt tiền. Diễn viên TVB vừa đi vừa nhắn tin và cười tủm tỉm, tâm trạng rất vui vẻ. Vài phút sau, một chiếc xe Mercedes-Benz đen tới đưa cô đi. Một tờ báo cho biết chiếc xe có giá trị 2,4 triệu, khoảng 7 tỷ đồng, vừa được mua khoảng 2 tháng trước và được đăng ký dưới tên công ty của cha đẻ Lâm Phong. Theo một nguồn tin, Lâm Phong mua chiếc xe này và thuê tài xế lái chỉ để đưa đón bạn gái. Yêu thương chiều chuộng Ngô Thiên Ngữ như nàng công chúa, Lâm Phong thường xuyên mua tặng bạn gái những món quà đắt tiền. Gần đây, một số nguồn tin còn tiết lộ Thiên Ngữ và mẹ đang tìm kiếm một căn hộ ở khu chung lưu. Quản lý của chân dài 9X khi được hỏi về chuyện này đã nói họ không muốn bàn về đời tư của cô. Trước khi yêu Lâm Phong, Ngô Thiên Ngữ chỉ là một cái tên mờ nhạt trong làng giải trí. Cô gái 9X xuất thân trong một gia đình bình dân và khởi nghiệp với vai trò người mẫu, sau đó tham gia vai phụ trong một số phim. Kể từ khi là bạn gái của Lâm Phong, cuộc sống của cô hoàn toàn thay đổi. Không ít lần, paparazzi ghi lại cảnh cô đi shopping và sử dụng túi xách đắt tiền đều là những món quà mà bạn trai tặng. Lâm Phong và Ngô Thiên Ngữ bên nhau đã hơn 3 năm, cặp đôi vẫn yêu nhau thắm thiết bất chấp sự chênh lệch tuổi tác. Lâm Phong, chàng năm nay 36 tuổi, hơn nàng 14 tuổi. Mặc dù sự bận rộn công việc khiến hai người thường xuyên xa nhau, nhưng khoảng cách không làm tình yêu của họ thiếu lửa. Tuy nhiên, trước mọi câu hỏi về đám cưới, ngôi sao Hồng Kông luôn im lặng. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.